Mặc dù đã hơn một tháng trôi qua, sau hai ngày con trâu trị giá hơn 50 triệu đồng của anh Phù Văn Sển ở khu phố Xà Xía, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, không cánh mà bay, anh Sển vẫn còn hoang mang, tiếc nuối vì đã mất đi tài sản lớn nhất của gia đình. À, tôi cho ăn 4 năm giờ cho ăn no rồi, tôi cục đó là cái trụ cái cục đó như là tôi ven cục là mười mấy năm rồi. Bắt đầu về là 4 giờ, tới tối như là 8 giờ tôi về tôi không có trâu trong nữa, tới 4 giờ sáng, 4 giờ sáng nha bốn sáng từ dòm cháu thấy mắc trâu rồi. Tương tự, vợ chồng ông Huỳnh Văn Ân ở khu phố Bà Lý, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, bất ngờ khi phát hiện kẻ gian đã trộm mất một con trâu cái đang mang thai có giá khoảng 40 triệu đồng. Mỗi ngày chú xuống một trong một ngày á, ba bốn lần chú chạy xe xuống thấy cho trâu vẫn còn ăn vậy mới bữa nay chú mất công chuyện chú đi ruộng chú không được đi đi coi trâu. Ừ, mới tới 1 giờ 47 phút Chú xuống dắt châu lên thì châu nó mất rồi Không thấy chỗ đó nữa Công an thành phố Hà Tiên đã vào cuộc điều tra Giả soát, sàng lọc và khoanh vùng các đối tượng Đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh quyết tâm bắt giữ thủ phạm Qua điều tra, lực lượng chức năng bắt được Nguyễn Ngọc Đức, 32 tuổi Trong lúc Đức đang dắt trộm hai con bò lên xe Đức khai nhận từ ngày 30 tháng 7 năm 2022 Đến ngày bị bắt đã thực hiện 7 vụ bắt trộm 7 con trâu, 4 con bò tại thành phố Hà Tiên và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cái thủ đoạn của đối tượng là chúng lợi dụng dân cuộc trâu bò ở những cánh đồng vắng, khu vực vắng vẻ, không có người trong coi. Chúng sẽ trộm cắp, sau đó là thuê xe tải để đưa đi các nơi tiêu thụ. Qua cái tình hình trên thì cũng yêu cầu bà con là khi chăn nuôi nhất là châu bò phải có chuồng trại và phải có người trông coi để hạn chế cái tình hình trộm cắp tài sản châu bò xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Tiên. Để hạn chế tình trạng mất cắp châu bò của người dân, lực lượng công an và chính quyền địa phương cần tổ chức tuyên truyền cho người dân về phương thức thủ đoạn của bọn trộm cắp châu bò nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác để họ chủ động bảo vệ tài sản của mình.